Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với ông An Du Hoan, Phó Chủ tịch công ty Seoul Semiconductor Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư dự án nhà máy sản xuất đèn LED tại Vĩnh Phúc. Trải qua gần 30 năm phát triển, công ty Seoul Semiconductor hiện đã trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp đèn LED tại Hàn Quốc và đứng thứ tư thế giới về doanh thu sản xuất, với hệ thống quản lý hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến. Với mong muốn mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty quyết định tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh để nghiên cứu phương án đầu tư nhà máy sản xuất đèn LED tại Vĩnh Phúc. Giới thiệu với lãnh đạo công ty về tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp cũng như những cơ chế chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc đến hợp tác đầu tư tại tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều địa phương của Hàn Quốc đã có những hoạt động hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực. Hàn Quốc cũng là quốc gia có số lượng lớn các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại Vĩnh Phúc. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh về cơ chế chính sách ưu đãi, nguồn lao động có chất lượng và thủ tục hành chính. Đồng thời quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay tại huyện ủy Yên Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Yên Lạc nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 128 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Yên Lạc nhiệm kỳ 2015-2020. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Độ, đồng chí Hoàng Văn Toàn tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Độ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn kết cùng Ban Chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy Yên Lạc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện Yên Lạc ngày càng vững mạnh. Cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Độ bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 209/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề Bộ luật dân sự 2015 cho gần 300 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế tại các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành thị trong tỉnh. Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để bộ luật sớm đi vào cuộc sống, việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên được Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 209/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp các ngành địa phương đặc biệt quan tâm. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên được trang bị những kiến thức cơ bản trọng tâm của Bộ luật dân sự 2015 như quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và những điểm mới tại một số điều luật cụ thể. Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Bộ luật dân sự 2015 nói riêng cho đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế ở cơ sở, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc. Sáng nay tại trường Chính trị tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho hơn 100 cán bộ hội viên văn nghệ sĩ trong tỉnh. Các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được các cán bộ Viện Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bồi dưỡng hai chuyên đề gồm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từ những nội dung kiến thức được trình bày sẽ giúp cho các cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tăng cường hiểu biết về mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng phát triển nền văn hóa truyền thống của dân tộc, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của văn học nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách, tư duy văn hóa, văn nghệ hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, tăng cường sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tích cực sáng tạo, quảng bá nét đẹp văn hóa, sự phát triển của quê hương đất nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đời sống tinh thần cho nhân dân.
Từ việc phát động phong trào thi đua của các doanh nghiệp đã có nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe cho người lao động, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Hiện công ty có gần 3.500 lao động, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Trong quá trình hoạt động, để tối ưu hóa quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, công ty đã phát động phong trào thi đua, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật sản xuất. Công ty đồng lý mà bóng phát triển, bắt buộc là cái này nỗ lực của toàn thể công nhân viên rất là quan trọng. Cho nên là công ty có phát động một cái hoạt động gọi là đề án cải tiến. Đề án cải tiến này thì đã cho toàn thể công nhân viên cùng tham gia. Tất cả đều đã có thể đưa ra ý tưởng cải tiến. Nội dung cải tiến không phải chỉ là về giảm chi phí, nâng cao năng suất. Nội dung vẫn có bao gồm, ví dụ an toàn vệ sinh, môi trường làm việc hoặc là bảo hộ lao động. Từ các phong trào thi đua, các cán bộ công nhân viên của công ty đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến được ứng dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như đề tài cải tiến tự động hóa công đoạn nhúng dầu của các công nhân phòng hàn, bộ phận sản xuất 4 đã giúp cho công ty tiết kiệm được nhiên liệu, giảm số nhân công lao động từ 2 người một máy xuống 1 người một máy, năng suất tăng 80% so với trước khi cải tiến. Trước kia chúng tôi nhúng bằng dầu bằng tay thì là cái lượng dầu nó rất là hao tốn, bởi vì nó tồn đọng ở trong cái ống, dẫn tới là hao tốn dầu. Và đối với cái giải pháp này thì tôi tiết kiệm được 50 lít dầu trên một tháng, cùng với lại tiết kiệm được một nhân viên thao tác. Tức là đối với lại nhân viên này, bên chỉ cần một nhân viên có thể thao tác được tất cả các công đoạn. Phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 và nhiều doanh nghiệp FDI, DDI khác trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng tỷ lệ nội địa hóa, cải thiện sức khỏe và nâng cao đời sống cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Với truyền thống thương người như thể thương thân, hiến máu cứu người là một việc làm nhân đạo và đầy tính nhân văn, thể hiện tình cảm yêu thương con người của dân tộc Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin được điểm lại những kết quả từ các phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện và được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đánh giá cao. Riêng năm 2015, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức được 65 buổi hiến máu với trên 28.000 lượt người tham gia đăng ký hiến máu, thu được gần 18.000 đơn vị máu an toàn. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn về vai trò, ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện, đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Trong năm qua, thì Trung tâm Hiến máu nhân đạo đã đến các cơ sở và các trường học thì để mà tuyên truyền làm công tác hiến máu nhân đạo được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thì trong những năm trước thì công tác hiến máu nhân đạo chỉ đi về là những học sinh, sinh viên. Nhưng đến bây giờ thì là tất cả các tầng lớp đã đều tham gia vào. Được thành lập từ năm 2005, Câu lạc bộ Thanh niên Chữ thập đỏ tuyên truyền hiến máu nhân đạo thị xã Phúc Yên thường xuyên tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo tại các nhà văn hóa để các học sinh, sinh viên và người dân đều có thể tham gia. Trong thời gian gần đây, chúng tôi có tổ chức các điểm hiến máu nói về hướng tới các bạn thanh niên, sinh viên. Và rất hy vọng là trong các tháng tiếp theo thì các hoạt động của câu lạc bộ cũng như là các hoạt động về hiến máu nhân đạo sẽ được phát triển trong giới sinh viên cũng như là các bạn thanh niên nói chung ạ. Mình tham gia hiến máu này lần thứ hai, mình cảm thấy việc này rất có ý nghĩa. Mình hiến máu này có thể giúp đỡ được nhiều người bị thiếu máu hoặc là vấn đề về máu. Mình hiến máu này thì mình mong muốn là những giọt máu của mình sẽ giúp cho nhiều người khác và mình mong muốn là các bạn sẽ tích cực tham gia hiến máu hơn. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng. Bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.